chắc chắn sẽ rẻ hơn Nvidia. Điều này không phải do tôi nói, mà chính Furlong, kiến trúc sư trưởng giải pháp game của AMD, đã khẳng định trên X. Đồng thời, ông cũng xác nhận rằng giống các đồ họa mới của AMD sẽ ra mắt vào tháng 3, có vẻ như tin đồn về buổi họp báo vào cuối tháng 2 là chính xác. Xét về thời gian, hai mẫu cắt 70 của Nvidia sẽ chính thức phát hành vào tháng 2, trong đó 9070 XT chắc chắn sẽ rẻ hơn 5070 Ti, dự đoán giá của 5070 Ti khoảng 24 triệu. Vậy 9070 XT có thể sẽ dưới 23 triệu, theo các thông tin dò dỉ tại CES. 9070 XT có hiệu năng tiệm cận 4080 Super với tình hình giá thị trường hiện tại. Sau khi 70 Ti ra mắt, giá của nó có thể vẫn sẽ bị đội lên. Cần lưu ý rằng AMD không sử dụng bộ nhớ GDDR7, nên nguồn cung sẽ tốt hơn Nvidia. Trong bối cảnh này, 9070 XT ra mắt có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hơn nữa, lần này AMD còn giới thiệu công nghệ nâng cấp hình ảnh FSR4 mới. Thay vì tốn tiền vô ích mua dòng 50 để chịu cảnh phân cấp rõ rệt, vị dao nano cắt giảm hiệu năng và dựa vào DLSS4 để vá khung hình, thì thà gia nhập đội ngũ của mẹ Su còn hơn.